Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em Thanh xin kính chúc tất cả quý khách hàng có ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và ấm áp bên gia đình. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Và tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh của em mà mình chưa có bấm đăng ký thì vui lòng bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video của em Thanh lên hàng ngày ạ. Ngày hôm nay thì em Thanh sẽ lên các mã áo vest, hàng rất là đẹp, anh chú mình có thể quan sát qua với cực kỳ nhiều màu sắc sang trọng và trẻ trung. Và hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi anh chú mình đặt hàng và nhận hàng ạ. Còn trong trường hợp anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do bất khả kháng mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em Thanh là 30 ngàn ạ. Và em Thanh sẽ đi vào chi tiết sản phẩm ngay bây giờ. Hôm nay em tiếp tục lên là mã V các anh các chú nhá. Đầu tiên mã V60 này, một con siêu phẩm các anh các chú ơi, về chất vải của nó sẽ là chất vải dạ. Mã V60, size 49, bụng 51 và dài 73. Size 49, bụng 51 và dài 73. Con này là vest dạ, chất nó cực kỳ là mềm và xịn nhá. Kiểu nó mềm như lông thỏ các anh các chú ạ, và nó sẽ lót full toàn bộ với cái lớp lụa lót của nó đây. Vô cùng đẹp các anh các chú ơi, màu của nó nhá. Nền thì nó sẽ là màu cốm, màu rêu ấy, màu rêu ạ, và sẽ có kẻ đen này, kẻ cam vô cùng sang trọng trẻ trung. Phía đằng sau lưng của nó đây ạ, nó sẽ xẻ hai bên các anh các chú nhá. Con này thì thực sự nó rất là mềm, cảm giác sờ nó giống như là cái áo len lông thỏ các anh các chú ạ, rất là vip luôn. Nó sẽ được thiết kế là có hai cúc cài. Đây ạ, có hai cúc cài và cái phần vạt của nó là sẽ là bo tròn các anh các chú nhé. Cái này là hai cúc này. Đó, túi của nó đây. Đó, cực kỳ là đẹp và dễ mặc, và những cái con áo vest này cả phía bên trong hay bên ngoài của nó thì nó đều có túi ngực ạ. Rất là xịn sò các anh các chú nhé, hàng của Nhật đây ạ. Này, Hand Tailor in England. Con này là đây ạ. Con này là hàng của Anh luôn các anh các chú ạ. Con này nó được sản xuất tại Anh luôn. Rất là xịn luôn ấy, đây ạ. Cái này nó còn hướng dẫn giặt nhá. Đây ạ, England đấy các anh các chú này. Mã V60, vai 49, bụng 51 và dài 73. Vai 49, bụng 51, 73. Một con áo vest phải nói là nó siêu chất luôn. Con này có giá là 700.000 ạ, hàng của anh các chú nhá. Mã V60, vai 49, bụng 51 và dài 73, giá 700.000, chất siêu mềm. Em lên mã V61 ạ. Vai 44, bụng 49 và dài 70. Vai 44, bụng 49 và dài 70. Con này thì nó sẽ là áo vest, nó sẽ là áo vest thông thường thôi, nó không phải là áo vest dạ, nhưng mà nó rất là dày và nó sẽ có kẻ sọc như thế này các anh các chú nhá. Nó sẽ có kẻ sọc lót full toàn bộ lót lụa đây. Cái chất vải của nó cực kỳ phẳng phiu và đẹp, nó sẽ xẻ giữa đây ạ. Các anh các chú mình có thể quan sát nó cực kỳ đứng form cho em. Mã V61, vai 44, bụng 49 và dài 70 các anh các chú ạ. Giá là 400.000 cho em. Cực kỳ đẹp các anh các chú nhá. Nó không phải là màu đen đâu, mà nó nền của nó là màu ghi này. Nền của nó màu ghi và sẽ có những cái kẻ rất là đẹp luôn. Mã V61 giá 400.000. Vai 44, bụng 49 và dài 70 các anh các chú nhá. Em lên mã V62, một con áo vest dạ màu đen, nó sẽ có những cái ánh kim tuyến các anh các chú ạ. Mã V62, vai 45, bụng 48 và dài 70 ạ. Vai 45, bụng 48 và dài 70. Cái này nó là dạ ép anh nha chú nhá. Nó là dạ ép này, sau nó có những cái sợi kim tuyến này cực kỳ là trẻ trung. Lớp lót của nó sẽ lót full toàn bộ lót lụa như thế này các anh nha chú ơi, ấm lắm. Con này phù hợp với các anh nha chú ở ngoài miền Bắc cho em. Sẽ có hai túi sỏ hai bên này, và cái form của nó cực kỳ đứng form nhá. Phía đằng sau của nó này sẽ xẻ hai bên như thế này các anh nha chú ạ. Màu này mặc lên rất là đẹp, nó là màu đen. Nó là màu đen tuyền nhưng có những ánh sợi kim tuyến này này, mặc cực kỳ nổi bật các anh nha chú ạ. Rất trông nó rất là nghệ sĩ luôn. Áo này, áo có túi ngực nhé. Và phía bên trong tất nhiên nó vẫn có túi đầy đủ cho anh các chú rồi ạ. Em này sẽ có giá là 600.000. Mã V62, vai 45, bụng 48 và dài 70 các anh các chú ạ. Form của nó sẽ là form dáng slim fit các anh các chú nhé. Giá là 600.000. Mã V62, vai 45, bụng 48 và dài 70. Cái chất vải dạ của nó đẹp xuất sắc. Nó rất là mềm mại và nó đứng form luôn. Đó. Mặc dù cái chất của nó sờ và nó mềm ấy, nhưng mà nó form lên cực kỳ là đứng. Những con áo mà hàng cao cấp ấy thì mới lên được những cái form như thế này các anh các chú ạ. Nó sẽ là có hai cúc cài và cái vạt của nó vạt bo tròn. Mã V62, vai 45, bụng 48 và dài 70 ạ. Em Thanh lên mã V63, vai 50, bụng 53 và dài 74. Vai 50, bụng 53 và dài 74. Cái này nó là kẻ sọc chéo anh các chú ạ, với tông màu là màu trắng kem này và màu đen. Chất vải là chất vải dạ và lực lót full toàn bộ như thế này. Con này cái chất vải dạ của nó là dạ bông ấy. Đây ạ.
chứ không phải nó bị xù anh các chú nhá. Những con dạ này có những con nó là dạ mịn, có những con nó ra là dạ bông, cho nên anh các chú đặc biệt lưu ý giúp em Thanh điều đó, không lại nhận hàng lại bảo là ôi em Thanh gửi cho anh áo cũ à, áo cũ thế, không không có chuyện đó đâu. Nhà em Thanh bán hàng là luôn tuyển chọn rất là cẩn thận, trước khi giặt em đã lọc tuyển chọn rất là kỹ, giặt về em lại kiểm tra một lần nữa, và trước khi lên video hay là gửi hàng cho anh các chú em đều kiểm tra rất là kỹ càng, anh các chú yên tâm điều đó. Kể cả những hàng áo mà em bán xả đi nữa thì đều được làm cẩn thận, chứ không phải là những cái hàng VIP như thế này đâu. Giá 500.000 cho ma V 63, vai 50, bụng 53 và dài 74. Cái này sẽ phù hợp với anh các chú ở ngoài miền Bắc, hoặc anh các chú mình mặc cái ở khu xứ lạnh nhá. Chứ còn miền Nam ở trong Sài Gòn mình sẽ không hợp đâu, bởi vì cái chất vải dạ của nó ấy, nó sẽ khá là ấm. Hoặc anh các chú chỉ mặc vào cái đợt tháng chẳng hạn tháng 12, cái dịp gần gần Noel ấy, thì là nó thời tiết nó mát mẻ và nó hơi se lạnh thì sẽ hợp ạ. Mã V63 giá 500.000, vai 50, bụng 53 và dài 74. Con này thì phía đằng sau của nó nhá, không có xẻ ạ. Em Thanh lên mã V63 này, một con siêu phẩm anh các chú ơi, dạ ép lông cừu. Với tông màu của nó là màu xanh than, cực kỳ đẹp và nó mềm mại các anh các chú ạ. Cái anh các chú à đang chơi những cái dòng mà kiểu dạ ép lông cừu, những con áo măng tô hay những con áo áo vét ấy, thì chắc chắn không xa lạ gì với những con chất liệu như thế này đâu, đẹp. Mã V63, vai 50, bụng 53 và dài 76 anh các chú ơi. Nó là dạ ép lông cừu nhá, cực kỳ mềm, và phía bên trong nó lót full toàn bộ với cái chất vải bên trong của nó là vải lụa, xịn sò lắm. Đó, con này thì nó sẽ thiết kế cũng rất là đơn giản, có hai cúc này, vạt bo tròn, phía đằng sau lưng của nó sẽ xẻ hai bên nhá. Màu xanh than vô cùng dễ mặc anh em chú, có thể kết hợp với loại mọi loại áo của anh em chú ạ, bất cứ loại áo nào hay là quần của anh chú đều hợp. Đây ạ, dạ ép lông cừu nhá. Nó mềm, nó mịn vô cùng đẹp lắm các anh các chú ạ. Giá con này cho em là 750.000. Mã V63, vai 50 ạ. Vai 50, bụng 53 và dài 76 này, con này form size khá là to, mặc ấm cực kỳ, hợp với các anh các chú ở ngoài miền Bắc hoặc là xứ lạnh thôi, miền Nam rồi là Sài Gòn thì mặc nó sẽ không hợp, trừ khi các anh các chú mình đi du lịch, đi chơi này. Nhưng mà thực sự con này nó đẹp vô cùng luôn ấy, nó xịn, nó sang ấy các anh các chú. Nó rất là đơn giản, nó một màu thôi nhưng mà vô cùng sang nhá. Mã V63, vai 50, bụng 53 và dài 76, 750.000 cho một con áo vest dạ ép lông cừu của anh các chú ạ, xuất sắc. Ui, cầm nặng chịch tay đi này. Em lên mã V64, vai 44, bụng 49 và dài 72. Với tông màu của nó sẽ là màu nâu ghi ganh nha chú ạ. Một con dạ nhá. Con này thì dạ, cái chất vải của dạ của nó vừa phải thôi, nó không quá dày đâu ganh nha chú nha. Mặc hôm mà thời tiết mát mẻ là được, không cần phải là thời tiết lạnh hẳn ganh nha chú ạ. Nó sẽ được lót full toàn bộ như thế này, với họa tiết của nó là họa tiết kẻ xương cá đây ganh nha chú ạ. Vô cùng sang nhá, đẹp cực kỳ luôn ý. Những con này á, thực sự là độ mới nó rất là cao. Ở những cái hàng mà giới thiệu chẳng hạn quần tây này rồi áo vest thì luôn là dành cho dân văn phòng mà, cho nên người ta mặc rất là sạch sẽ và mặc ít, cho nên là nó độ mới nó cao lắm, các nhà chú an tâm điều đó. Mã V64, vai 44, bụng 49 và dài 72 ạ. Giá 500.000 cho em ạ. Đó, nó sẽ là có hai cúc này, vạt bo tròn, phía đằng sau của nó thì không có xẻ lưng nhá, cực kỳ đứng form cho em. Con này mặc lên bao sang anh nha chú ạ. Mã V64, vai 44, bụng 49 và dài 72, giá 500.000. Em Thanh lên mã V65, vai 43, bụng 48 và dài 70 nhá. Vai 43, bụng 48 và dài 70. À, em quên mất. Ở những con áo vét dạ từ nãy tới giờ em Thanh lên ấy, nó đều có đệm vai và đệm rất là nhẹ nhàng thôi. Không không có con nào bị đệm cứng đâu các anh các chú ạ, không có con nào đệm cứng đâu, cực kỳ nhẹ nhàng các anh các chú mặc thoải mái cực kỳ. Và con này cũng đệm nhẹ các anh các chú ạ. Mã V65, vai 43, bụng 48 và dài 70 nhá. Cái này nó là họa tiết kẻ zích zắc đây ạ. Nó sẽ là với tông màu của nó sẽ là màu nâu phối màu vàng kem, cực kỳ đẹp luôn. Phía bên trong của nó lót một nửa lưng này, và phía đằng trước của nó thì vẫn lót full, vào tay thì lót full nhá. Chất vải dày, chất vải dạ dày mặc cực kỳ ấm, mặc dù nó nót lửa lưng thôi. Đây ạ, nó sẽ có hai túi vuông ở phía dưới này, một túi vuông ở phía trên. Phía đằng sau lưng của nó sẽ xẻ ở giữa như thế này. Màu này mặc mùa đông cực kỳ tôn da và trẻ các anh các chú ạ. Các anh các chú mình có thể kết hợp với quần jean, quần kaki, quần tây đều đẹp ạ. Với những cái tông màu này thì các anh các chú mặc bất cứ với cái loại quần nào nó đều hợp cho em. Giá 500.000 cho mã V65, vai 43, bụng 48 và dài 70. Con này sẽ phù hợp với các anh các chú mà dưới 60 cân thôi ạ. Khoảng tầm 60 cân nhá, là mình sẽ mặc vừa đẹp. Ở dưới cao dưới 1m70 và nặng dưới 60 cân các anh các chú ạ. Mã V65, vai 43, bụng 48 và dài 70, giá 500.000.
Em thanh lên một con siêu phẩm tiếp theo này, mã V66 anh ơi, chú ơi cái chất vải dạ của nó kiểu mê tơi luôn. V66 vai 47 bụng 51 và dài 69 á. Với nền của nó sẽ là màu xanh than này, màu xanh than phối màu rêu anh ơi chú nhá, màu xanh nó phối rất là nhiều màu, nó hài hòa cực kỳ luôn. Chất vải dạ vô cùng mềm và ấm nhá. Cái phần lót của nó ở phía đằng sau là lót nửa lưng và phía đằng trước vẫn lót full đầy đủ cho em. Con này thì toàn bộ cái phần cái gì đây? Demand đây ạ. Toàn bộ cái tên thương hiệu của nó đều được dập ở trên cái phần lớp lót áo này này. Đẹp lắm các anh em chú ơi, cái chất vải dạ của nó sờ đã tay luôn. Phía đằng sau sẽ có xẻ hai bên như thế này ạ. Và túi đằng trước của nó sẽ là hai túi vuông nhá. Đó, túi ngực thì là túi mổ rồi. Con này thì cũng có đầy đủ túi ở phía trong cho em, cực kỳ là xịn luôn. Chất vải của nó sờ vào nó đã tay cực kỳ các anh em chú ơi. Thực sự là những con áo vét dạ này thì nó là hàng cao cấp, cho nên là với cái chất liệu vải của nó thì nó xuất sắc rồi. Mã V66, vai 47, bụng 51 và dài 69, giá 600 anh các chú ạ. Màu bao sang nhá. Đó, những con này mặc lên cực kỳ là VIP luôn. V66, vai 47, bụng 51 và dài 69 này, giá 600 nghìn cho em. Đệm của nó cũng là đệm vai vừa phải nhá. Con này cũng đệm vai vừa phải này. Mã V67, vai 47, bụng 51 và dài 71. Với cái chất vải dạ của nó là vải dạ này, vải dạ dày, vải dạ bông nhá các anh các chú. Cho nên cái bề mặt của nó này nó sẽ có những cái sợi sợi bông ấy, cực kỳ sang. Với hai cái màu của nó sẽ là màu be phù với màu đen các anh các chú ạ, và sẽ họa tiết kiểu trông nó như kiểu đan móc với nhau ấy, rất là sang luôn. Đó. Con này cái phần đệm vai của nó cũng rất là nhẹ nhàng. Phần túi của nó trước ngực đây là túi vuông nhá, và hai túi vuông phía dưới đây. Con này thì nó sẽ trông mặc mặc lên ấy thì rất là sang, cực kỳ sang mà vẫn đảm bảo được là nó lịch sự trẻ trung chứ không phải là sang mà kiểu già đâu các anh các chú ạ. Mã V67, vai 47, bụng 51 và dài 71. Chất vải dạ dày nhá, rất là ấm, phía đằng sau lưng thì không có xẻ đâu. Con này thì siêu ấm luôn anh các chú ạ. Anh các chú mình mùa đông mình khoác một con áo dạ này thì đủ ấm luôn. Nó giống như là nó kiểu cảm giác nó ấm giống như là một chiếc áo lông vũ ấy. Mã V67, vai 47, bụng 51 và dài 71 ạ. Em này sẽ có giá là 500 nghìn. Màu rất là sang đúng không ạ? Dễ mặc. Mã V67, vai 47, bụng 51 và dài 71, giá 500 nghìn. Em thanh lên mã tiếp theo ạ, mã V68 này. Một con áo vét dạ với cái chất vải dạ nó nhẹ nhàng nhá. V68, vai 46, bụng 49 và dài 71. Vai 46, bụng 49 và dài 71 anh các chú ạ. Con này thì nó cũng là họa tiết zig zag, màu của nó là màu trắng kem với màu đen. Được lót lớp full, lót full toàn bộ đây. Đó. Kiểu dáng thiết kế cực kỳ đứng form. Và nó sẽ là họa tiết đây ạ. Họa tiết zig zag nhỏ các anh các chú nhá. Những cái con này mặc lên rất là sang, các anh các chú mình có thể kết hợp với bất cứ các loại quần nào đều hợp ạ. Có hai cúc cài này, vạt bo tròn, phía đằng trước của nó là hai túi vuông các anh các chú nhá. Và phần trên ngực cũng có túi mổ đấy ạ. Toàn bộ phía lớp lót của nó lót lụa, hàng cao cấp các anh các chú ạ. Rất là phẳng phiu và đẹp. Phía đằng sau lưng của nó đây, nó sẽ là xẻ hai bên. Con này chất vải của nó nhẹ nhàng thôi, mình mặc mùa thu đông. Mình mặc mùa thu đông hay là các anh các chú ở trong miền Nam mình cũng có thể mặc được nếu mà hôm mà thời tiết nó mát. Mã V68, vai 46, bụng 49 và dài 71 ạ. Vai 46, bụng 49 và dài 71 này các anh các chú ơi. Trông xa thì nó kiểu giống màu ghi, thực ra nó là hai cái màu đen với lại cả màu trắng kem phối với nhau nhá. Giá 500 nghìn cho mã V68, vai 46, bụng 49 và dài 71 ạ. 500 nghìn. Em thanh lên mã V69, vai 49, bụng 51 và dài 73. Vai 49, bụng 51 và dài 73. Một con áo với cái tông màu của nó rất là nổi bật đây. Những cái tông màu này các anh các chú mình mặc vào mùa thu đông cực kỳ đẹp anh các chú ạ. Rất là đẹp và tôn da cho em. Ở phía bên trong của nó được lót full toàn bộ nhá. Và cái vải của nó đây là vải dạ dày dặn. Và vải dạ dày dặn rất là đẹp và xịn sò các anh các chú ạ. Với tông màu của nó thì xuất sắc. Đó, phía đằng sau lưng của nó không có xẻ các anh các chú nhá. Mã V69, vai 49, bụng 51 và dài 73 này. Vai 49, bụng 51 và dài 73. Con này thì nó đệm vai. Con này đệm vai thì lại là đệm vai khá là dày, đứng form anh các chú ạ. Giá 500 nghìn. Mã V69 á, cái chất vải dạ của nó đây ạ, nó mềm thôi. Nó rất là mềm mại nhưng mà cái phần đệm vai của nó cực kỳ đứng form. Giá 500 nghìn cho mã V69, vai 49, bụng 51 và dài 73.
Em lên mã V70, vai 46, bụng 51 và dài 73. Vai 46, bụng 51 và dài 73 các anh em chú ạ. Một con áo vest dạ, với chất vải có dạ của nó thì độ dày vừa phải, được lót full toàn bộ cho em. Tông màu của nó sẽ là màu nâu nhá, và sẽ có những cái hạt này. Đó, cái hạt của nó là trên nền vải, nó là thế kiểu là dạ hạt đấy các anh em chú. Nhưng mà nó không phải là nổi cục lên, rất là đẹp luôn. Màu này thì mặc lên bao sang các anh em chú nhá. Phía đằng sau của nó thì sẽ không có lót, à không, không có xẻ, em xin lỗi, không có xẻ nhá, và được lót full toàn bộ, lót lụa như thế này. Những màu này mặc lên cực kỳ sang, và các anh các chú mình có thể kết hợp với bất cứ một chiếc quần nào đều đẹp ạ. Mã V70, vai 46, bụng 51 và dài 73. Giá cho em con này là 550.000. Mã V70, vai 46 ạ, bụng 51 và dài 73. 550.000 anh các chú ơi, chất vải dạ của nó đẹp, vô cùng đẹp luôn, xuất sắc. Giá 550.000 V70, vai 46, bụng 51 và dài 73. Cái này đệm vai nhẹ, con này đệm vai nhẹ ạ. Em Thanh lên mã V71, vai 49, bụng 52 và dài 69 này. Vai 49, bụng 52 và dài 69 anh các chú nhá. Con này nó sẽ là vải dạ nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng. Nó không phải là cái vải dạ dày đâu, nhưng mặc đảm bảo là cực kỳ ấm luôn. Nó là họa tiết kẻ xương cá này, tông màu ghi với màu đen kết hợp với nhau rất là sang, được lót lụa full toàn bộ bằng lớp lụa các anh các chú ạ. Sẽ có hai túi vuông ở hai bên, và phía đằng sau của nó thì sẽ không có xẻ các anh các chú nhá. Con này thì là mã V71, vai 49 ạ, bụng 52 và dài 69, được đệm vai nhẹ nhàng, giá là 450.000. Chất vải của nó là chất vải nhẹ các anh các chú ạ, nhưng mà đảm bảo là mặc cực kỳ ấm luôn. Mã V71, vai 49, bụng 52 và dài 69, 450.000 ạ. Em Thanh lên mã V72. Mã V72 ạ. Vai 45 đến 50. Vai 45 đến 50 ạ, bụng 56 và dài 70 các anh các chú nhá. Cái này nó được thiết kế là dáng vai suôn đây ạ. Với họa tiết là màu họa tiết xương cá, màu đen phối với lại màu nâu nhá, cực kỳ là sang. Và cái chất vải dạ của nó đây là vải dạ bông mà nó sờ nó rất là mềm tay. Đó, con này được lót full toàn bộ các anh các chú ạ. Và nó sẽ kiểu các anh các chú mình có thể cài cũng được, hoặc các anh các chú mình khoác ở bên ngoài cũng đều được ạ. Cái này thì nó sẽ là hai cúc ngang nhá. Đây ạ. Đây các anh các chú ơi, các anh các chú mình có thể khoác bên ngoài như thế này này. Trông rất là chất luôn. Đó. Với cái màu của nó vô cùng tây các anh các chú nhìn này, vải. Cái này thì nó là bị xù cái vải đây, không sao hết nhá. Đó, không phải bị lỗi đâu, tại vì là đây ạ, thế là hết thôi. Nó dính ở cái áo khác vào thôi ạ. Con này có giá là 500.000 này, mã V72, rất là dày và ấm, siêu đẹp anh các chú ơi, khoác cực kỳ ăn chơi. Ở V72, vai 45 đến 50, vai 45 đến 50, bụng 56 và dài 70 cho em. Đó, rất là chất nhá. Giá 500.000. Em lên mã V73, vai 47, bụng 51 và dài 71 này, một con áo vest đen. Con này thì các anh các chú mình mặc vào mùa hè thu các anh các chú ạ. Với tông màu đen, nó được lót nửa lưng thôi, nó được lót nửa lưng như thế này. Đó, cái lớp lót lụa của nó rất là xịn sò nhá. Phía đằng sau lưng của nó được xẻ ở giữa các anh các chú ạ. Con này có giá là 350.000 thôi, mã V73. Vai 47 này, bụng 51 và dài 71. 350.000 rất là nhẹ nhàng, các anh các chú ở cả ba miền mình đều mặc được cho em. Đó, cực kỳ đứng form nhá, mặc dù là cái chất vải của nó rất là nhẹ nhàng anh các chú ạ, rất là nhẹ thôi. Đó, và nó may vô cùng đẹp chắc chắn đấy ạ. Nó có cả những cái họa những cái phần mà nó phải làm bằng thủ công, làm bằng tay, không phải bằng máy á. Mã V73, vai 47, bụng 51 và dài 71, giá là 350.000. Cái này nó sẽ ở sau ở giữa anh các chú nhá, 350.000. Em lên mã V74. Vai 43, bụng 46 và dài 74 này, một con áo vest với cái chất vải của nó cực kỳ là dày dặn các anh các chú ạ. Cái này thì nó sẽ được lót đến nửa lưng, như cái chất vải của nó dày cực kỳ dày và đứng form nhá. Với tông màu của nó sẽ là màu đen ghi các anh các chú ạ. Đó, rất là đẹp cho em. À, được thiết kế hai cúc này, vạt bo tròn. Những con này mặc lên nó rất là đứng form các anh các chú, ở cả ba miền mình đều mặc được ạ. Mã V74, vai 43, bụng 46 và dài 74 này. Con này thì nó sẽ là kiểu áo vest hè thu ấy, hay là đông mình đều mặc được các anh các chú ạ. Và nó sẽ kết hợp với quần cực kỳ là dễ. Giá là 400.000, mã V74, dành cho các anh các chú và dưới 60 cân. Vai 43, bụng 46 và dài 74 ạ. Đó, dưới 60 cân anh chú mình mặc được nhá. Giá là 400.000 cho mã V74. Em Thanh lên mã V75.
V75, vai 40, vai 48, bụng 50 và dài 72. Vai 48 ạ, bụng 50 và dài 72 các anh em chú ơi, con này phải nói là xuất sắc. Từ cái phần họa tiết nhỏ như là cái cúc của nó đây, anh em chú mình có thể quan sát nhá. Cúc nó còn đầy đủ luôn. Với chất vải là vải dạ đây, được ở lớp lót full toàn bộ. Tông của nó sẽ là tông màu nâu nhạt, nâu be các anh em chú ạ, và sẽ có kẻ cam này, rất là đẹp luôn. Phía đằng sau của nó thì sẽ không có xẻ nhá. Cực kỳ là phẳng phiu và đẹp, chất vải dạ phù hợp để các anh em chú mình mặc mùa đông ạ. Mã V75, vai 48, bụng 50 và dài 72, giá là 600.000 cho em. Mặc màu này lên cực kỳ tây các anh em chú ạ. Mã V75, vai 48, bụng 50 và dài 72 này các anh em chú ơi, rất là đẹp, giá 600.000 ạ. Em lên mã V76, vai 43, bụng 46 và dài 67 này. Con này thì nó là chất vải của nó ra giống như kiểu vải quần quần áo quần tây ấy, cho nên là nó sẽ hợp với cả ba miền anh chú ạ. Cái phần đệm vai rất là nhẹ nhàng, với tông màu của nó sẽ màu xanh kia và sẽ họa tiết xương cá nhỏ này. Cái này cái lớp lót của nó là lót lửa lưng anh chú nhá, rất là phẳng phiu và đẹp ở phía giữa đây, ở giữa nó sẽ xẻ ở giữa lưng anh chú ạ, rất là đẹp luôn đó. Con này cũng phù hợp với anh chú mà dưới 60 cân thôi. Mã V76, vai 43, bụng 46 và dài 67. Vai 43, bụng 46 và dài 67 nhá, giá là 400.000. Đẹp xuất sắc anh em chú ơi, rất là phẳng phiu nhá và cực kỳ sang. Mã V76, vai 43, bụng 46 và dài 67, giá 400.000 cho em. Một con áo vest vô cùng đẹp. Em lên mã V77 ạ. Một con áo vest màu đen, con này thì là áo vest mùa hè thu các anh em chú mình đều mặc được, form size cũng khá là to. Vã mã V77 này. Vai 50, bụng 52 và dài 76. Vai 50, bụng 52 và dài 76 ạ, nó được lót là nửa lưng anh nhá chú nhá, màu đen. Và nó được thiết kế đấy ạ, nó được thiết kế là 4 cúc như thế này các anh nhá chú ơi. Đó, với tông màu đen thì vô cùng dễ mặc rồi, phía đằng sau lưng của nó thì không có xẻ đâu. Mã V77, vai 50, bụng 52 và dài 76 ạ. Chất vải rất là nhẹ nhàng, cả ba miền 4 mùa các anh chú mặc được. Giá 300.000 cho mã V77. Vai 50, bụng 52 và dài 76 ạ, 300.000 ạ. Em lên mã V78 ạ. Vai 43, bụng 49 và dài 75. Vai 43, bụng 49 và dài 75 ạ. Con này là áo vest dạ nhá. Nó sẽ là với tông màu be này, phối với tông màu nâu nhạt các anh em chú ạ. Màu này mặc lên cực kỳ là dễ mặc luôn, các anh em chú mình có thể kết hợp với mọi loại quần. Nó được thiết kế là có hai cúc nhá, và cái phần vạt của nó bo tròn, sẽ có hai túi vuông ở hai bên đây ạ. Và con này thì form dáng nó là form dáng slim fit, dành cho các anh em chú cao mà người gầy. Mã V78, vai 43, bụng 49 và dài 75, đệm vai rất là nhẹ nhàng, giá là 450.000, 450.000 anh em chú ơi, đẹp cực kỳ luôn đó. Form rất là đứng form. Mã V78, vai 43, bụng 49 và dài 75, phía đằng sau lưng của nó đây các anh chú ạ, rất là dày dặn. Giá là 450.000 cho mã V78 ạ. Em thanh lên mã V79 ạ. V79 này. Vai 44, bụng 47 và dài 72. Vai 44, bụng 47 và dài 72 ạ. Con này cái màu của nó sẽ là màu đỏ đô phối đen này các anh chú ơi. Nó sẽ là lớp lót của nó lót nửa lưng thôi, và cái chất vải của nó là vải dạ nhá. Vải dạ có đệm vai, có đệm vai khá là dày dặn các anh chú ạ. Phía đằng sau lưng nó được xẻ giữa như thế này. Cái này á, màu lên mày này mặc lên cực kỳ đẹp. Nhưng anh những chú mà thích những cái tông màu nó trẻ trung thì mình có thể lựa chọn như thế này các anh chú nhé, trông nghệ sĩ lắm. Đó. Có hai cúc này và cái phần vạt của nó bo tròn, hai túi ở hai bên và có túi ở trước ngực đây. Mã V79, vai 44, bụng 47 và dài 72, giá 450.000 anh ơi chú ơi, rất là đẹp. Màu này mặc lên cực kỳ là sáng ta. Em thanh lên mã V80 ạ. Vai 50, bụng 52 và dài 79 này. Vai 50, bụng 52 và dài 79, với tông màu của nó sẽ là màu ghi nhạt anh ơi chú ạ, rất là đẹp. Con này được thiết kế là chất vải dạ nhá. Chất vải dạ dày dặn phù hợp với các anh chú mặc ở thời tiết là thu đông. Và phía đằng ở sau lưng của nó đây, được một lớp lót là lót lụa và lót nửa lưng anh chú ạ. Chất vải dạ này vô cùng xịn chưa, độ mới cao nhá. Màu này mặc lên rất là đẹp và sang. Mã V80, vai 50, bụng 52 và dài 79, dành cho các anh chú mặc cao cỡ khoảng tầm 1m7, 1m75 ấy là mặc vừa đẹp đấy ạ. Tầm 1m khoảng tầm 1m7 trở lên nhá.
giá là 500 nghìn ạ, mã V80, vai 50, bụng 52 và dài 79 ạ, giá 500 nghìn, chất vải dạ đẹp cực kỳ luôn. Em lên mã V81, vai 50, bụng 55 và dài 74. Vai 50 ạ, bụng 55 và dài 74 các anh ơi, chú ơi. Một con áo vest vải này. Vừa nói là sẽ là nền màu đen, à nền màu xanh than có kẻ nhỏ các anh các chú nhá. Những cái tông màu này mặc lên rất là đẹp các anh các chú ạ. Chất vải dạ, à không, chất vải của nó là chất vải bình thường nhưng mà nó rất là mềm mại này và nó vẫn đảm bảo là đứng form cho em. Đây ạ. Nó sẽ thiết kế là hai cúp và vạt bo tròn các anh các chú nhá. Phía đằng sau của nó lót đây ạ, lót lụa lửa lưng. Cái này mặc ở cả ba miền bốn mùa được các anh các chú ơi. Chất vải cực kỳ đẹp luôn, cái phần đệm vai của nó cũng rất là nhẹ nhàng. Giá 350.000 cho mã V81. Vai 50, bụng 55 và dài 74. Form size khá là to các anh các chú ơi. 350.000 nhá. Xuất sắc luôn. Em Thanh lên mã V82 này, một con áo vest nhung anh các chú ạ. Với tông màu của nó sẽ là màu cốm, màu rêu cốm á. Vô cùng đẹp, mã V82. Vai 45, bụng 49 và dài 70. Vai 45, bụng 49 và dài 70. Con này hợp với thời tiết mùa thu đông anh các chú ạ. Nó được lớp lót full toàn bộ bằng lụa đây. Đó, màu rất là đẹp các anh các chú nhá. Màu này mặc lên cực kỳ là trẻ trung và sang. Cái nó là lớp lót, lớp nhung này. Lớp nhung vô cùng đẹp các anh các chú ạ. Phía đằng sau lưng của nó thì không có rẻ đâu. Và nó rất là phẳng phiu, các anh các chú mình có thể nhìn thấy cái tuyết nhung của nó ấy. Cực kỳ xịn chưa? Đó. Nó sẽ là có hai cúc này và vạt bo tròn nhá. Túi ở hai bên. Con này cái lớp lót của nó đã thấy xịn rồi, các anh các chú mình quan sát cho em này. Đó. Đây, đầy đủ tác mát cho em. Đây các anh các chú ạ. Con này thì nó vẫn là hàng của Nhật nhưng mà đây ở trong này nó cũng có tem đầy đủ đấy ạ. Xịn sò cực kỳ các anh các chú ơi. Đó, những cái tuyết nhung của nó vẫn còn nguyên. Mã V82, vai 45, bụng 49 và dài 70 này. Vai 45, bụng 49 và dài 70. Với những con áo mà nó là nhung ấy thì các anh chú mình để ý cái phần khử tay cho em nhá. Đó, nó mà cũ hay không thì mình cứ nhìn khử tay nó có bị mòn cái tuyết nhung hay không các anh các chú ạ. Giá 500.000. Con này độ mới rất là cao và màu đẹp lắm. Mã V82, màu trẻ trung mà lạ các anh các chú ạ. Vai 45, bụng 49 và dài 70. Mã V82, giá 500.000 ạ. Em Thanh lên mã tiếp theo ạ, mã V83. Vai 44, bụng 48 và dài 76. Vai 44, bụng 48 và dài 76, một con áo vest màu đen. Con này thì nó sẽ là form dáng slim fit các anh các chú nhá. Và nó sẽ là cái chất vải của nó cũng rất là dày dặn này, nó không phải là dạ đâu, nhưng mà nó rất là dày dặn các anh các chú, ở cả ba miền mình đều mặc được và form nó rất là đứng. Phía đằng sau lưng của nó thì là lớp lót nửa lưng như thế này. Đó, các anh các chú mình quan sát giúp em ạ. Nó sẽ ở giữa này các anh các chú ạ. Chất vải cực kỳ là dày dặn các anh các chú ơi. Mã V83, vai 44, bụng 48 và dài 76. Con này thì nó sẽ không có cái phần không nó không bo tròn nhá, mà nó sẽ là vuông như thế này. Đấy, cái vạt của nó đây, vạt vuông. Giá là 400.000, mã V83, vai 44, bụng 48 và dài 76, giá 400 ạ. Em Thanh lên mã V84. Vai 45, bụng 51 và dài 69. Vai 45 ạ, bụng 51 và dài 69 anh các chú ơi, con này nó là dạ siêu mềm và đẹp. Được lớp lót full toàn bộ này, dạ kẻ anh các chú ạ. Kẻ đây, đẹp không? Màu phối đỉnh cực kỳ luôn. Phía bên trong của nó nhá, được lót lụa này, rất là mềm mại và đẹp anh các chú ơi, mặc cực kỳ ấm. Con này phù hợp với anh các chú ở ngoài miền Bắc anh các chú ạ, để mình mặc mùa thu đông. Mã V84. Vai 45, bụng 51 và dài 69, giá 600.000. Phía đằng sau của nó thì nó sẽ xẻ hai bên các anh chú ạ. Đằng sau nó sẽ xẻ hai bên nhá. Rất là mềm và đẹp luôn. Cái chất vải của nó sờ nó đã tay á. Rất là mềm, sờ như kiểu là sờ len lông thỏ. Mã V84. Vai 45, bụng 51 và dài 69, giá 600.000 anh chú ơi. Xuất sắc, màu rất là sang và đẹp, tôn da. Và em Thanh lên mã cuối cùng ngày hôm nay là mã V85 ạ. Mã V85, vai 48, bụng 51 và dài 75. Vai 48, bụng 51 và dài 75. Một con áo vest với cái màu của nó là màu xanh kiểu xanh ngọc lục bảo anh chú. Với họa tiết là họa tiết xương cá nhá. Đó, nó vét dạ rất là dày dặn, tuy nhiên thì cái lớp lót ở phía đằng sau lưng của nó chỉ lót ở phía trên này thôi. Nhưng mà nó vẫn là rất là dày dặn, phù hợp để các anh các chú mình mặc mùa thu đông. Phía đằng sau lưng của nó thì sẽ là không có xẻ các anh các chú ạ. Mặc rất là ấm áp. Con này được thiết kế là có hai cúc này vạt bo tròn. Và cái phần túi của nó đây, đây ạ. Túi của nó cũng là túi mổ của nắp anh các chú nhá. Chất vải cực kỳ đẹp,
đệm vai nhẹ nhàng, màu này mặc lên rất là xịn, đẹp đẹp và trẻ trung. Mã V85, vai 48, bụng 51 và dài 75 này, giá 500.000 cho em. Mã V85, vai 48, bụng 51 và dài 75, giá 500.000. Như vậy là ngày hôm nay em Thanh đã lên tất cả hơn 20 sản phẩm áo vest với rất nhiều chất liệu và kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên thì nó đều là hàng VIP anh các chú nhé. Em Thanh tuyển chọn rất là kỹ. Các anh các chú mình cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Thanh qua số điện thoại hoặc Zalo 0832 62 5789 để em gửi hàng ạ. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh đều miễn phí ship ra hàng toàn quốc. Các anh các chú mình vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.